bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kính chào quý vị và các bạn. Bước sang ngày thứ 5 của đợt mưa lớn, cả miền Bắc vẫn đang nằm dưới lớp mây dày. Nhiều nơi ở cả ven biển, đồng bằng, trung du và vùng núi vẫn đang có mưa nặng hạt. Tuy nhiên, từ chiều nay, mưa lớn không trải đều toàn miền nữa mà sẽ dịch dần sang phía Tây theo sự di chuyển của vùng xoáy thấp. Trọng tâm mưa là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình. Tổng lượng mưa từ 13 giờ hôm nay cho đến 19 giờ ngày mai dự kiến sẽ là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, mưa sẽ từ 10 đến 30mm. Chừng nào còn mưa lớn thì những mối nguy hiểm về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi vẫn luôn rình rập. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cao nhất là ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và Tuyên Quang. Ngoài ra, mưa nối dài nhiều ngày có thể tạo ra một đợt lũ trên sông Lô, sông Thao trong hôm nay và ngày mai. Dự báo đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên báo động 1, sông Lô tại Tuyên Quang dưới báo động 1. Ở phía Nam cũng đang trong thời kỳ mưa nhiều, mưa đã đến ngay từ sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Dự báo về chiều và tối, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều mưa diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần cảnh giác các hiện tượng nguy hiểm như là sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh. Trong khi đó ở miền Trung, chỉ một số thành phố phía Bắc như Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới có lúc mưa nhỏ, nhiệt độ 31-32 độ. Từ Huế trở vào Phan Thiết đều có nắng, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ chiều nay cảnh báo có lốc xoáy, gió giật trong mưa dông. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo cũng đề phòng mưa dông lốc xoáy. Riêng Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngược lại, ở hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ít mưa có nắng, gió cấp 4, cấp 5. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.